Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng nhà em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 22 tháng 4 năm 2023. Thì tối nay bên cơ sở lan rừng nhà em cập bến ngập nhà những cái mặt hàng lan đẹp, những cái mặt hàng kg ạ. Những cái dòng hàng lan thuần cực kỳ là tuyệt vời luôn, với giá rất là yêu thương. Và những cái cây lan đột biến, những cái dòng cây hài hương rất là đẹp ạ, cho buổi tối ngày hôm nay cô chú anh chị nhé. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc ạ. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Do em báo thì sẽ chưa bao gồm phí vận chuyển. Khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện và nhắn tin theo hai số điện thoại mà bên em vừa cung cấp ạ. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1kg tiếp theo, cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1kg tiếp theo. Cước phí này thì được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có ạ. Đầu tiên ạ, em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cây lan hài. Dòng lan hài vệ nữ, cô chú anh chị nhé, những cái bông lan hài vệ nữ cực kỳ là sai bông ạ. Những cây này khi mà lên giò cũng rất là xinh đẹp mà dễ thuần, dễ chăm luôn ạ. Và cái dòng lan hài vệ nữ, hoa rất là bền nữa. Em bán hài vệ nữ chỉ với giá có 70.000 cho 1kg thôi ạ. Sang bên này đây là dòng lan kiếm tiên vũ. Hàng bán hàng đã cắt tỉa cực kỳ là kỹ luôn rồi ạ. Bán với cái giá chỉ có 100.000 cho 1kg thôi cô chú anh chị này. 100.000 cho 1kg thôi cô chú. À, không phải 100.000 mà chỉ có 50.000 cho 1kg thôi ạ. Sang bên này đây sẽ là những cây phi điệp vàng. Phi điệp vàng thì bên em cũng đã cắt tỉa rất là kỹ rồi. Những mầm xanh mơn mởn như thế này, chờ đợi cho mùa hoa tháng 8 ạ. Thời điểm bây giờ đã là cuối tháng 4 và đầu tháng 5 rồi. Đó, sẽ hứa hẹn cho một mùa vàng tháng 8 đầy rực rỡ đấy ạ. Với giá em bán chỉ có 100.000 cho 1kg thôi cô chú anh chị nhé. Và tiếp sang bên này đây thì em có cái dòng lan. Đây là cái dòng lan kiếm lá giáo ạ. Dòng lan kiếm lá giáo thời điểm bây giờ cô chú anh chị có thể thấy là cây đang sưng nụ rất là đẹp như thế này này. Đó, về cô chú anh chị sẽ được thưởng thức những bông hoa kiếm lá giáo rất là đẹp luôn nhé cô chú anh chị nhé. Hoa nhiều màu sắc đẹp ạ. Em bán dòng kiếm lá giáo này với giá là 100.000 cho 1kg. Em sẽ bán từ 0,3kg cô chú anh chị nhé. 0,3 cô chú anh chị được những giò lan kiếm lá giáo rất là đẹp rồi. Sang bên này đây thì em có dòng lan kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng ạ. Những cây kiều tím thân lùn cực kỳ là đẹp luôn cô chú anh chị này. Thời điểm bây giờ cây mới bắt đầu là sưng nụ thôi. Nên là những cây kiều này nếu như cô chú anh chị nào mà muốn sưu tầm giống cũng như là muốn thưởng thức hoa thì đây là cái thời điểm quá là đẹp trong năm để cô chú anh chị mình có thể sở hữu những cây kiều và được thưởng thức hoa luôn ạ. Những cây kiều lùn cắt tỉa rất là đẹp như vậy, em xin phép được bán với giá chỉ có 330.000 cho 1kg thôi cô chú anh chị nhé. Và tiếp sang bên này đây sẽ là những cây đùi gà tròn của vùng Cao Bằng ạ. Cô chú anh chị cùng nhìn cho em. Gà tròn của vùng Cao Bằng thì bao giờ cũng sẽ rất là sai bông. Cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Một cái nhánh lan đùi gà tròn như vậy mà sổ hoa chi chít luôn. Thân thì như là gà dẹt nhưng mà khi mà sổ hoa thì những cái bông hoa to cực kỳ là rực rỡ như thế này. Với mắt nhung đen tuyệt vời như thế này cô chú anh chị này. Đó, dòng lan đùi gà tròn của vùng Cao Bằng cô chú anh chị nhé. Sẽ có những cái bông hoa rất là đậm và cũng sẽ có những cái bông hoa nhạt màu. Nói chung là mỗi một cây nó có một cái vẻ đẹp riêng cô chú anh chị ạ. Một cây một sắc hoa nó sẽ có một cái vẻ đẹp riêng ạ. Giá em bán là 190.000 cho 1kg. Cô chú anh chị yêu mến sưu tầm những cây gà tròn vùng Cao Bằng nhé. Sang bên này đây thì em có hai lô hoàng thảo hoàng lạp này. Mỗi một lô như vậy cô chú anh chị làm một cái giò to uỳnh luôn ạ. Giá em bán một lô như vậy. Lô này em gọi là lô số 1 đi ạ. Lô số 1 là 60.000, lô số 2 rất nhiều luôn ạ. Giả hành đẹp nữa nhá, em bán là 80.000 cho lô số 2. Hoàng thảo nghệ tâm hay còn có tên là thạch hồng duyên dáng ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em ạ, những bông nghệ tâm cô chú anh chị thấy là người ta lên khi mà lên giò nghệ tâm sẽ cho những tác phẩm rất là tuyệt vời. Hiện tại vẫn còn có những cây đang nụ rất là lớn này cô chú anh chị này, cây bé nhỏ nhưng cô chú anh chị có thể thấy bông hoa của nó rất là to. Đặc biệt là cực kỳ là sai bông nữa cô chú anh chị nhá. Cái mùa nụ cũng là cái mùa mầm gốc đang chuẩn bị lên, nhìn cây thì sắc sơ như vậy bởi vì là đang cái mùa hoa và mùa rụng lá mà cô chú anh chị. Nhìn sắc sơ thôi nhưng mà cây lại là cái thời điểm rất là đẹp của cô chú anh chị ghép những cái cây hoàng thảo nghệ tâm. Cả cái lô nghệ tâm như vậy này
thạch hộc duyên dáng xinh đẹp như thế này, em bán với giá 50.000, vì cô chú ý chị là một giò đẹp luôn ạ. Sang bên này đây thì em có cái dòng lan hoàng thảo đơn cam cô chú ý chị nhé. Cái dòng lan hoàng thảo đơn cam với sắc hoa cam lửa rất là rực rỡ luôn. Những người chơi lan trước nay vẫn muốn sưu tầm những cây đơn cam, coi nó như là một cái giấc mơ. Một cây đơn cam với sắc hoa cam lửa rực rỡ và lưỡi mang hình dáng vi mạch rất là độc đáo và đẹp luôn như vậy. Cái dòng hoàng thảo đơn cam em xin phép được bán với giá là 650.000 cho 1 kg. Nói chung là dòng đơn cam thì nhiều cô chú anh chị, em chắc chắn rằng là nhiều cô chú anh chị cũng rất là muốn lấy những cây mà nó đang nụ để mà về được thưởng thức hoa luôn. Tuy nhiên dòng đơn cam này khi mà cái hàng đang nụ ấy thì gần như là không kiếm được cô chú anh chị ạ. Nên là khi mà nó nở hoa rực rỡ như vậy rồi thì người dân người ta mới nhìn thấy, mới kiếm được cô chú anh chị này. Nên là thường là những cái mùa hoa thì mới là cái mùa mà người ta bán cây đơn cam nhiều hơn ạ. Cái dòng đơn cam này em bán 650.000 trong 1 kg. Em sẽ bán từ 0,1 kg mà cây đơn cam lô này về khá là nhiều cây dài. Nếu như cô chú anh chị mà muốn lấy những cây dài thì em sẽ lựa cho cô chú anh chị nhé. Em sẽ bán từ 0,1 kg cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Cái lô đơn cam, một cái lô đơn cam với 0,1 65.000. Cô chú anh chị sở hữu ngay những cây giống này. Cô chú anh chị nhìn cây sắc sơ như bây giờ cô chú anh chị có thể thấy là hiện tại đang lên mầm gốc như thế này. Nên là cô chú anh chị hoàn toàn yên tâm cho em nhé. Nhiều người cứ nói rằng là hàng cây khô như là cây rác, nhưng mà cô chú anh chị phải hiểu rằng là cái tầm mùa này đó là cái mùa ra hoa, mùa rụng lá và nó sẽ lên cái mùa mầm mới. Đấy, thời điểm rất là đẹp của cô chú anh chị trồng thuần. Cả một lô rất nhiều như vậy với giá em bán chiều 90.000 này, lô này 65.000. Đó, tương ứng với 0,1 kg đấy ạ. Và bên này đây là những cây thông đất hay còn gọi là cây dâu rồng, một cái cây mà cô chú anh chị mang về trồng tiểu cảnh rất là đẹp. Ngoài ra ấy, thì nó có thể nó cái mang cái tính dược liệu mà em nghĩ rằng cũng rất là đáng có cho mỗi sân vườn. Nó có thể giúp hỗ trợ và điều trị bệnh teo não của tuổi già rất là đắc lực luôn nhé cô chú anh chị nhé. Đấy là cây thông đất hay cây dâu rồng đấy ạ. Em bán là 100.000 trong 1 kg. Một cái lô hài Helen cô chú anh chị này, hài Helen thì thời điểm bây giờ là cũng đang chuẩn bị đi vào cái mùa nụ rồi. Cái dòng lan hài Helen này người ta được ví như là những nàng công chúa tóc giả vàng ạ, dễ thuần dễ chăm, một cái loại lan đặc hữu, một cái dòng lan đặc hữu của rất là phân bố rất là hẹp và chủ yếu ở vùng miền Cao Bằng với một số tỉnh lân cận ở đây là có, còn lại thì rất là ít cái dòng lan hài Helen này. Cả một cái lô hài Helen chỗ này cô chú anh chị về có thể ghép một cái giò rất là bự hoặc có thể làm được ít nhất là 2 giò. Thì em bán cả lô như vậy với giá là 80.000 cô chú anh chị nhé, là lô hài Helen ạ. Sang bên này đây sẽ là những cây lan hài mốc hồng. Mà hài mốc hồng phải nói là cái dòng hoa siêu đỉnh và siêu đẹp luôn. Cô chú anh chị nhìn cho em này. Và nhiều người cho rằng là cây hài mốc hồng này ấy thì khó thuần. Tuy nhiên ấy thì nhà em cũng đã trồng rất là nhiều, từ những cái cây mà thậm chí là những cái hàng bom, về cây vẫn cứ lên rất là khỏe và rất là đẹp luôn. Cây của hài mốc hồng này rất là bé nhỏ nhưng mà khi mà cây nở hoa rất là đẹp luôn cô chú anh chị nhá. Bông hoa của nó cái độ to của nó phải to như là cái chén mắt trâu ấy cô chú anh chị ạ. Cái hàng này thì bên Trung Quốc người ta ghép trồng rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Nên là cứ mỗi một năm cứ đến Tết về đây cô chú anh chị này, đây là những cái cây lan hài thuần này. Cứ đến Tết về là những cây hài mốc hồng từ bên Trung Quốc tuồn sang Việt Nam mình bán rất là nhiều luôn. Cái dòng lan hài mốc hồng để mà mình trưng Tết ạ. Thế còn ở đây là những cây lan hài, những cây lan hài tự nhiên của rừng. Thế cô chú anh chị có thể về trồng để sưu tầm những cây hài rất là đẹp. Một cái lô như thế này phải rơi vào ít nhất là 100 cây cô chú anh chị ạ, chắc phải rơi vào 100 cây. Thì em bán với giá chỉ có 50.000 cho một lô này, 50.000 cho một lô cô chú anh chị nhé. Đấy, về cô chú anh chị có thể trồng thử nghiệm, em khẳng chắc chắn rằng là cô chú anh chị sẽ nhiều người trồng thành công những cây hài mốc hồng này. Bông hoa rất là to, rất là đẹp. Đấy, mà cực bền hoa luôn ạ. Còn bên này đây sẽ là những cây lan hài hương cô chú anh chị nhé. Cái dòng hài hương mà hiện tại người ta săn tìm cũng không, gần như là không có luôn, kiệt, gần như là trên rừng là kiệt luôn. Mà em thấy là người ta bán trên Facebook là bao nhiêu, lên bao nhiêu là hết hàng bấy nhiêu cái dòng hài hương. Hài hương, hài hằng, một trong những dòng lan hài mà có mặt bông giống nhau, một trong những ít những dòng lan hài mà có hoa thơm. Cái hình hài hương số 1 cô chú anh chị này, có 4 cây rất là to ở đây nhé cô chú anh chị nhé. Hài hương số 1, 4 cây to và đẹp ở đây ạ. Và cái hình hài hương này em xin phép được bán với giá là 200.000 cho hình hài hương số 1 ạ. Hình hài hương số 2 này cô chú anh chị này, hiện tại những cây hài hương này em thấy là người ta lẻ đâu đây người ta đã bán 70-80.000 cho mỗi cây hài hương, là không phải lẻ mà là xỉ luôn ấy cô chú anh chị. Hàng này mà em đăng trên Facebook chắc chắn là với cái giá 200 chắc chắn là tranh nhau vỡ đầu luôn. Hình tiếp theo sẽ là cái hình số
Hình tiếp theo sẽ là hình số 2. Hình số 2 này thì em có cũng là 4 cây hài hương này, cây bên này đang lên cây con này cô chú anh chị nhá. 4 cây hài hương này em xin phép được bán với giá là 180.000 cho cái hình hài hương số 2 ạ. Và cái hình hài hương số 3 đây ạ. Hài hương số 3 một cây này, 2 3 4 5 6 cây và 7 cây nhỏ xíu xíu này nữa, tính cả cây nhỏ xíu xíu kia là 7 cây. Thì cái hình hài hương số 3 này em xin phép được bán cũng với giá là 180.000. Và hình hài hương số 4 ạ. Hài hương số 4 ở đây thì em có một cây này, 2 3 4 5 cây nhá quý anh chị nhá. Cái hài hương thì dễ thuần dễ chăm, màu hoa rất là thơm bền. Đấy. Và cái hình này em xin phép bán có 5 cây ạ. Em bán hình này với giá là 150.000, tức là mỗi một cây này rơi vào 30.000. Hình tiếp theo hình số 5, hình số 5 này có 1 này, 2 3 4 2 4 6 cây cô chú anh chị ạ. 6 cây này em cũng bán là 150.000 này cô chú anh chị. Sang hình tiếp theo hình số 6, hình hài hương số 6 chỗ này chắc rơi tầm hơn chục cây mà cây nhỏ nhỏ thôi. Rất là khỏe luôn. Cái hình này thì em cũng bán với giá là 150.000, 150.000 cho hình hài hương số 6. Hình hài hương số 7 ạ, những cây này về nuôi cũng lớn rất là nhanh. Hài hương số 7 là những cây giống cũng rất là nhỏ thôi cô chú anh chị nhá. Cũng có những cây nhớ nhỡ, có nhiều cây nhỏ. Hình này em cũng xin phép được bán với giá là 140.000 cho hình số 7. Hình số 8 một lô rất nhiều, cũng hơn chục cây ạ. Hơn chục cây, hình này em cũng bán với giá là 140.000 là hình số 8. Và hình số 9 này, hình số 9 này cũng rất là nhiều cây. Nhiều cây mà nó bé. Đấy, bao nhiêu cây bé người ta nhổ hết như này. Những cây này thì về cô chú anh chị trồng yên tâm, cây này khỏe cây rất là dễ trồng thôi ạ. Hình này em cũng xin phép được bán với giá là 130.000 đi cho hình số 9 hài hương đây ạ. Sang bên này đây thì em có những cái chậu hoàng thảo hoàng lạp to đùng luôn ạ. Em có bán hoàng lạp bên kia, còn hai lô duy nhất đấy, 60-70 à 60-80 ạ. Đấy, cây là đây là những chậu đã thuần sẵn sum xuê như thế này. Với giá em bán là 130.000 cho một giò. Sang bên này đây sẽ là những cây lan cát lai a, dòng lan cát mini. Dòng lan cát mini ạ, những cây lan cát hiện tại đang nụ này cô chú anh chị này, dòng lan cát này thì cho mình hoa quanh năm luôn nhé cô chú anh chị nhá. Mà hoa rất là thơm với sắc hoa cam. Bông hoa này thì gần tàn. Sắc hoa của nó vừa màu cam pha đỏ rất là đẹp luôn mà cực kỳ là thơm ạ. Dạ, cô chú anh chị nhìn cho em những chậu cát này. Hàng này thì nó sẽ cho mình hoa quanh năm và cô chú anh chị nào mà trồng lan quen rồi. Những cái giò này cô chú anh chị về sang chậu nhá. Những cái mầm gốc của nó đang lên này. Những cái mầm gốc mới lên khi mà cô chú anh chị bón sẽ bón cái lượng hàm lượng N hàm lượng kali cao lên thì những cái mầm gốc đấy sẽ bắt đầu này, sẽ bắt đầu là sẽ cho mình cho hoa cho nụ nhá cô chú anh chị nhá. Đấy những cái chậu này thì em bán với giá chỉ có 95.000. 95.000 cho một cái giò lan cát lea cát mini và rất là đẹp như thế này, nó là cát mini với chậu nào chậu đấy rất là nhiều thân và cực kỳ là đẹp luôn. Đấy. Sẽ cho cô chú anh chị thưởng thức những bông hoa quanh năm luôn. Dòng lan cát này này cô chú anh chị này. Cô chú anh chị có thể thấy ạ, lên mầm rất là khỏe. Đẹp luôn như thế này cô chú anh chị. 95.000 cho một cái chậu cát như vậy. Vừa được thưởng thức hoa, vừa có ngay cái cây giống rất là xinh đẹp ạ. Sau bên này đây thì em có những giò quế tím này, những cây quế tím một chậu như vậy là 3 cây. Cái hương của dòng quế tím có thể ví với cả sánh với cả hoàng nhạn luôn, 140.000 cho một giò quế tím. Hỏa hoàng cam ạ, những cây hỏa hoàng cam với sắc hoa cam lửa rực rỡ sáng bừng như vậy ạ. Em bán một chậu hỏa hoàng cam với 3 cây nhỏ xinh. Một chậu hỏa hoàng cam với 3 cây nhỏ xinh như thế này sẽ là 100.000 nhá. Sang bên này đây sẽ là những giò dáng hương đuôi sắp, cây lá căng mướt luôn này cô chú anh chị. Hiện tại có những cây nó đang nụ đẹp lắm luôn như vậy này. Và một cái giò dáng hương đuôi sắp như thế này rơi vào ít nhất là 3 cây hoặc là 4 cây. Em xin phép được bán với giá chỉ có 130.000 cho một giò. Cô chú anh chị nhìn ạ. Dáng hương đuôi sắp đuôi chồn, những dòng hàng mà đuôi cáo, một cái trong những dòng hàng mà được rất nhiều người chơi lan một sưu tầm đấy ạ. Sang bên này sẽ là những cái cây lan rất là mướt và đẹp luôn. Đây là những cái cây lan hoàng tử áo trắng của chú anh chị nhé. Với những cần hoa vươn dài và cực đẹp. Từ thân lá trở lên, hoa bền và rất là thơm. Em bán là 180.000 cho một cái chậu hoàng tử áo trắng này. Và tiếp sang bên này đây, cô chú anh chị cùng em ngắm những cái bông vũ nữ lava. Những cây lan vũ nữ lava, sắc hoa đỏ, cánh hoa mỏng manh mà rất là bền hoa cô chú anh chị nhé. Cánh hoa mỏng manh mà nhưng mà rất là bền hoa luôn. Cái độ bền của nó phải tầm trên 2 tháng. Mà cái nụ hoa nhìn rất là mỏng manh, yếu đuối luôn cô chú anh chị ạ. Đó, rất là thơm nữa. Những cái chậu lan vũ nữ lava, một sắc hoa đỏ thắm như thế này.
Em xin phép bán giao lưu để cô chú anh chị sưu tầm với giá là 110.000 cho một giò thôi cô chú anh chị nhé. Hàng này thì ở lướt trên tất cả những trang Facebook người ta không bán dưới 130 cho một giò phụ nữ lava này đâu ạ. Sang bên này đây sẽ là những cái giò dendro hoa trắng chớp tím để cô chú anh chị sưu tầm, xinh đẹp như vậy. Và một cái chậu như thế này em bán là 80.000 cô chú anh chị nhé, 80.000 cho một cái chậu rất là khỏe, cây đẹp như vậy đấy ạ. Và bên này thì em có một cái lô hương vani ạ. Hương vani nhìn có phần hơi cằn cỗi bởi vì cái mùa xuống lá cô chú anh chị nhé. Đây có những cái bông cây hương vani đang nụ mà lại bị gãy hỏng mất này cô chú anh chị này. Nhìn như vậy thôi nhưng mà khi mà nó nở hoa rất là đẹp luôn. Đấy, cây đang nụ này. Đấy, nhìn bởi vì là cái mùa hoa rụng lá nên là nhìn cây rất là xấu luôn cô chú anh chị nhé. Đây này. Đấy, cái nụ nó khá là lớn nên là vận chuyển về nó cũng hỏng ạ. Cái lô này, cái lô hương vani, hương hoa ngọt ngào của mùi hương vani ạ, sắc hoa hồng rất xinh đẹp đây. Xin phép em bán cả lô này là 40.000 cô chú anh chị nhé, 40.000 cho lô hoàng thảo hương vani này. Và bên này sẽ là một cái lô dáng hương đuôi sóc, một cái lô dáng hương đuôi sóc rất nhiều cây to bự chảng luôn. Nói chung cái mùa này cây đuôi sóc chưa ghép lên nhìn rất là héo. Em bán cả lô đuôi sóc như vậy với giá 40.000. Và bên này sẽ là cây ta dáng hương tam bảo sắc cũng vậy. Cô chú anh chị này, nhìn héo rũ, héo rượi luôn nhé. Một cái lô như thế này về cô chú anh chị ghép được một chậu rất giò, rất là đẹp luôn. Và đảm bảo cái mùa này cực kỳ là ít xuống lá cô chú anh chị nhé. Và một cái lô như vậy em xin phép được bán là 50.000 ạ. Và sang bên này đây sẽ là những cái cây đai châu, đai châu Thái này cô chú anh chị. Những cây đai châu Thái lá xếp rất là đẹp và năm trước đã cho những cái bông hoa tuyệt vời rồi đấy ạ. Dòng châu Thái này có 90.000 cho một chậu của cô chú anh chị sưu tầm. 90.000 cho một chậu thôi, đai châu hay còn gọi là nghinh xuân ngọc điểm, dòng châu Thái, hoa thơm, bền và dễ thuần đây nhá cô chú anh chị nhá. Và sang bên này đây ạ. Hôm nay thì em có về rất là nhiều những cây lan mà đang nụ đang hoa, những cây lan đột biến rất là đẹp luôn. Đấy ạ, những cây phú thọ, những cây HO đang nụ cực kỳ là đẹp. Dòng lan đáng sưu tầm nhất mà em đã chia ra theo từng hình cho buổi tối ngày hôm nay rồi, để cô chú anh chị mình có thể lựa chọn cho sân vườn của nhà mình những phần lan gọi là ưng ý nhất cô chú anh chị nhé. Em xin phép được giới thiệu từng hình một đến cô chú anh chị ạ. Đầu tiên thì em có cái hình số 10, em bắt đầu từ hình số 10 trở đi. Đây là một cái hình dáng hương đuôi cáo ạ. Hình dáng hương đuôi cáo này 1 này, 2, 3, 4, 5 và 6 cây đuôi cáo ở đây cô chú anh chị nhé. Có những cây đang nhú nụ xanh len lét đây rồi. Mùa chuẩn bị vào mùa hoa của dòng đuôi cáo Cao Bằng đây ạ. Dòng lan được coi là đẹp trong những cái dòng dáng hương, cô chú anh chị biết rồi. Và cái hình dáng hương đuôi cáo này 2, 4, 6, 7 cây cáo như vậy em xin phép được bán là 140.000 cô chú anh chị nhé. Về làm một trụ cực đẹp luôn ạ. Tiếp theo sẽ là hình số 2 ạ. Hình số 2 cũng là những cây cáo rất là xinh luôn đây. Những cây cáo lá ngắn này, nhỏ mà có võ luôn cô chú anh chị này, cũng đang nụ luôn ạ. Hàng thì bên em chọn lựa rất là kỹ luôn. Cái lô này không biết là mười mấy cây em đếm nhá. 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18 cây cả lớn bé gì đó cô chú anh chị ạ. Trong đó cũng có những cây đang nhú nụ. Hình này em cũng bán với giá là 140.000 cô chú anh chị nhé. 140.000 cho hình dáng hương đuôi cáo này. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 10, hình số 12 ạ. Hình số 12 thì em có hai khúc cáo nguyên bản. Đấy, hai khúc cáo nguyên bản này, cái khúc này là đang có, cũng có nụ rồi này, nụ xanh lét luôn này cô chú anh chị này. Có hai cây ạ, và khúc số 2 cũng có một cây và đang nụ. Và cái hình này, hình hai khúc cáo nguyên bản này em xin phép được bán với giá là 140.000 cho hai giò cáo nguyên bản lá xếp và đang nụ cực đẹp ở đây nhá cô chú anh chị nhá. Sang hình tiếp theo bên này đây sẽ là hình số 13. Hình số 13 ở đây thì em có, đây sẽ là những cây 5 cánh trắng HO nhé cô chú anh chị nhé. 5 cánh trắng HO ạ. 5 cánh trắng HO hay còn gọi là 5 cánh trắng hiển oanh. Mới dòng lan mà thân lá vô cùng đẹp mà mặt bông thì cực kỳ là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Một trong những dòng lan va. Hàng này chuẩn ươm ki cô chú anh chị nhìn thấy ạ. Có những cái nụ xanh len lét đang lên này. 5 cánh trắng HO. Cánh hoa bầu. Thân thì phải nói là siêu đẹp. Trước đây một sen HO nó rơi vào khoảng tầm 7-8 triệu. Đấy, thì đấy là cái lúc mà nó đang bị đội giá. Còn bây giờ thì em nghĩ rằng là nó rơi đáy mà thậm chí là dưới cả đáy. Bởi vì cái dòng HO mặc dù là nó là cái trước đây thì nó rất là đắt. Còn bây giờ thì đang về rất là rẻ luôn. Tuy nhiên thì cái mặt bông của những dòng lan va này mình phải khẳng định một điều, nó cực kỳ là đẹp luôn và đáng sưu tầm ạ. Hình số 13. Một cái thân siêu nù.
dài khoảng 40 cm, mầm gốc đang lên và chuẩn bị cho hoa nhé cô chú anh chị nhé. Chuẩn bị cho hoa, cô chú anh chị có thể nhìn thấy những mắt nụ ở kệ lá đây rồi ạ. Và cái thân này em xin phép được bán với giá là 130.000 cho hình số 13 nhé. Hình số 14 là một cái chậu HO, hai thân đang nụ, hai thân đang nụ và có cả ki trên thân mầm gốc ở đây ạ. Giò này em xin phép được bán là 180.000 cho giò này nhá, chú anh chị. 180.000 cho chậu HO hai thân. À, thôi em bán là 190.000 ạ. Xin phép bán 190.000 nhá, chú anh chị nhá. Chậu hai thân đang nụ rất đẹp. Hình tiếp theo sẽ là hình số 14, cũng là một cái chậu HO cũng cao trên 40 cm, chuẩn bị cho nụ. Hàng này bao chuẩn mặt bông cây giống cho cô chú anh chị, đều là hàng ươm ki, thân to như gần như cái ngón to như cái ngón tay luôn cô chú anh chị nhá, gần to bằng cái ngón tay cái luôn. Thân này em bán là 120.000 cho chậu này. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 16 này. Đấy chậu HO này, siêu đẹp. Ba mầm gốc luôn ạ, hai thân hoa này cô chú anh chị. Chi chít là nụ luôn như thế này. Chậu HO số 16 này em xin phép được bán là 220.000 nhá. Và chậu tiếp theo là chậu số 17, cũng là một cái chậu HO. Chậu này cũng là hai thân ạ. Hai thân và cũng đang chuẩn bị cho nụ nhá. À, thân bên này đang có nụ rồi này cô chú anh chị này. Thân bên này đang có cây có nụ rồi, có những cái mắt thì đang chuẩn bị lên. Cái giò này hai thân như vậy em bán với giá là 180.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 18. Cái chậu này cũng vừa thân vừa nụ, vừa ki trên thân rất nhiều luôn này. Không cần phải bảo hành gì luôn nhá. Thân này thì chắc khoảng dài khoảng tầm trên 20 cm nụ. 120.000 cho cái giò này đấy ạ. Và hình tiếp theo, hình số 19 cũng là một cái chậu HO. Hai mầm gốc cực đẹp ạ. Và đang nụ ở đây ạ. Em bán 140.000, vừa nụ vừa hoa trên thân, 140.000 cho chậu này. Và sang hình tiếp theo, hình 20. 20 cũng là một cái chậu HO nhé cô chú anh chị. Chậu HO này cũng lên mầm gốc rất là đẹp rồi và cũng đang nụ, mà nụ này thì đây này, đang nụ này cô chú anh chị này, có những cái nụ đang bắt đầu là sưng lên ở đây. Thì cái giò này em xin phép được bán cái hình này với giá là 120.000, 130.000 đi ạ. Và hình tiếp theo sẽ là một cái chậu Phú Thọ. Chậu này là một cái chậu Phú Thọ nhé cô chú anh chị nhé. Phú Thọ hai thân, hai mầm gốc cực đẹp và chi chít là nụ hoa luôn ạ. Và chậu này em xin phép được bán với giá là 190.000. Dòng Phú Thọ này thì vô cùng nổi tiếng. Nó là cái dòng nền móng của dòng Lan Va rồi. Đấy, không chỉ đẹp nhiều trong nước mình sưu tầm mà nhiều người bên nước ngoài người ta hiện tại cũng đang rất là yêu thích những mặt bông của dòng Phú Thọ. Hình tiếp theo ạ. Tiếp theo đây sẽ là cái hình số 21 này. Cái chậu Phú Thọ 21 này cũng là hai mầm gốc ạ. Em xin phép được hai thân nhá. Hai thân ở đây ạ. Em hai thân hoa chi chít nụ ở đây. Em bán với giá là 190.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 22. Hình 22 này ạ là một thân hoa vừa ki vừa nụ trên thân chi chít luôn như vậy. Cái dòng này thì nói chung là đi ngọn một cách tự nhiên và sai hoa một cách tự nhiên luôn. Cái giò 22 này em xin phép được bán với giá là 140.000. Và hình tiếp theo hình 23. Chậu này cũng một thân sai nụ chi chít. Bên này có khá là nhiều thân nhỏ bên cạnh nữa. Hãy nhìn nó không được khỏe lắm. Ở những cái thân còn lại này, nhưng mà cái thân đang hoa này rất là khỏe luôn. Thì em bán cái giò này với giá 140.000. Hình tiếp theo hình 24. 24 một cái giò này có đến 3 thân luôn này cô chú anh chị này. 3 thân Phú Thọ và các cái mầm gốc đẹp và một cái thân chủ lực ở đây là dài trên 40 cm, khoảng trên 40 cm. Cái dầu chậu này em xin phép được bán với giá là 180.000 nhá. Và hình tiếp theo Phú Thọ tiếp theo sẽ là hình 25. Với chậu Phú Thọ này dài khoảng tầm 60 cm ạ. Hiện tại thì đây cái thân mẹ của nó đang có nụ nhá cô chú anh chị nhá. Thân mẹ của nó bên dưới này đang có nụ này cô chú anh chị nhìn thấy rồi đấy ạ. Đấy ạ. Đấy. À, và cái giò này em xin phép được bán với giá là 150.000 ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 26, cái chậu Phú Thọ 26 đây. Cũng đang nụ này, thân nụ luôn cô chú anh chị ạ. À, một mầm gốc lên rất là đẹp như vậy. Và cái giò này em bán với giá là 130.000 cho chậu 26. 130.000 ạ. Và chậu 27 này cũng là một cái thân Phú Thọ phải dài trên 40 cm nhá. Nụ chi chít là nụ luôn ạ. Dạ, mầm gốc lên cực đẹp luôn nhá. Em bán cái chậu này cũng với giá là 140.000 cho chậu Phú Thọ này. Tiếp theo sẽ là chậu 28, cũng là một chậu Phú Thọ hai thân đang siêu nụ ở đây ạ. Em xin phép được bán cái giò này với giá là 200.000 cho chậu 28 nhé. Và chậu 29 này, chậu Phú Thọ này cũng là hai thân ạ. Và đang nhú nụ rất nhiều ở đây ạ. Em cũng xin phép được bán 200.000, trời ơi quá là đẹp luôn. Phú Thọ mà rẻ như cái hàng vườn luôn cô chú anh chị. Hàng bình thường luôn ạ.
Bên này sẽ là hồng yên thủy nhá cô chú anh chị nhá. Hồng yên thủy hiện tại em thấy là người ta bán một chậu hồng yên thủy cũng rơi đến 500.000. Hàng chuẩn yên ươm ki, trước đây một thân hồng yên thủy 17 18 triệu một sen. Đó, cái giò hồng yên thủy này bây giờ cô chú anh chị nào yêu thích ạ, trước đây mà mình muốn có mà hiện tại chưa có thì để có thể sưu tầm luôn ạ. Cái giò này rất nhiều ki ở đây, em xin phép được bán chậu hồng yên thủy này là 110.000. Và hình tiếp theo hình 31 này, một cái chậu hồng yên thủy thân nú mầm gốc đang lên đẹp như vậy. Chậu này em bán là 110.000. Chậu số 32, cái một chậu hồng yên thủy cái thân này to đùng luôn, khỏe và dài khoảng tầm trên 20 cm rồi ạ. Hình này em bán với giá là 130.000 cho chậu hồng yên thủy này. Hình tiếp theo sẽ là hình số 33, một cái chậu hồng yên thủy hai mầm gốc rất là đẹp ở đây ạ. Ba mầm luôn cô chú anh chị. Chậu này em xin phép được bán với giá 110.000. Và hình tiếp theo hình số 34, chậu hồng yên thủy này 80.000. Và hình 35 cũng là một cái chậu hồng yên thủy rất khỏe ở đây ạ, 90.000. Bên này một cái giò gà trắng nhá, đột biến trắng 350.000. Dạ, bên này thì em có những hình kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng, em có bán hàng cân bên kia thân lùn cực đẹp luôn. Thì đây ạ, 300 hơn 300.000, 330.000 một cân, hoặc cô chú anh chị chọn hàng theo hình này cho em nhé. Nếu như cô chú anh chị nào muốn lấy dề thì chọn hàng theo dề này cho em này. Hình này em gọi là cái hình số 37 này cô chú anh chị, hình 37 thân to đùng luôn, nguyên một cái dề như vậy, xin phép bán với giá là 170.000. Và hình tiếp theo là hình số 38, cũng là một cái dề rất đẹp luôn đấy ạ, mập nú luôn, em bán với giá dề này là 180.000. Và hình tiếp theo là hình số 39 ạ, 39 ở đây một cái dề này em bán với giá 140, xung xuê cực xinh luôn. Hình số 40 ạ, 180.000 cho chỗ này là hai dề nhá, lá căng mướt luôn. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 41, 220.000. Và hình số 42, giò tam bảo sắc đang nụ cực đẹp, với giá em bán là 150.000. Và hình số 43, 40, đây là hình 42A, 42A cũng là một cái giò tam bảo sắc, với giá em bán là 140.000. Và hình tiếp theo sẽ là 43, 43 này cũng là một giò tam bảo sắc, em bán 100.000. Vị hoàng, một cái dề vị hoàng lá láng tít và củ to đùng luôn. Một cái chậu này, một cái dề này cô chú anh chị, một vị hoàng cô chú anh chị biết rồi, một trong những cái dòng lan gọi là đẹp nhất trong tất cả những cái mặt bông của dòng lan kiếm tiên vũ, mà trước đây người ta bán mỗi một cây là vài triệu đấy ạ. Hiện tại thì cái dề này em bán với giá chỉ có 200.000 cho cái dề dề tiên vũ này, vị hoàng này nhá, là hình số 44 ạ, hình 45 là 160.000. Và hình tiếp theo hình số 46, 160.000. Và hình 47 ạ, 47 này thì là 120.000. Và 48, 48 ở đây là một cái chậu bầu vàng cánh cong, 120.000. Và sang bên này đây sẽ là những cái cây lan sơn thủy tiên, hàng dòng họng nâu đen hoặc là nâu đỏ đây cô chú anh chị nhá. Hiện tại cây đang nở hoa và hương vô cùng thơm ở đây ạ, vô cùng thơm ở đây cô chú anh chị này. Họng nâu đen nâu đỏ này, riêng dòng này cô chú anh chị, hàng này đã sổ bông như thế này rồi, bao chuẩn mặt bông đẹp như thế này cô chú anh chị nhá. Riêng dòng này cô chú anh chị sưu tầm hàng rừng thì một tạ cô chú anh chị không được một thân ạ. Và cô chú anh chị cũng thấy là nhiều trang người ta bán cực đắt đỏ đúng không ạ, cực kỳ là đắt đỏ luôn ạ. Thì cái hình 49 này cô chú anh chị cùng em ngắm cái mặt bông của nó luôn này đẹp ạ. Đó, họng nâu đỏ rất là đẹp như thế này cô chú anh chị nhá. Bên ngoài em nhìn bên ngoài không có ánh sáng thì nó là nâu đen, khi mà có chói sáng thì nó sẽ chuyển thành nâu đỏ rất là đẹp như thế này đấy ạ. Và cái dề này em gọi là hình 49 ạ, 49 này em xin phép được bán với giá là 330.000 cho hình 49 cô chú anh chị nhá. Tiếp theo sẽ là hình 50, cũng là một cái dề cực đẹp luôn như vậy. Cô chú anh chị thấy là hiện tại đang có hai thân nụ rồi này, ngắm mặt bông hai thân đang hoa rồi, còn khá là nhiều thân đang nụ ở đây, và em đã bóc thử test thử đây vẫn là họng nâu đen nâu đỏ chuẩn nhá. Và cái hình nguyên một dề như vậy ạ, em xin phép được bán với giá là 380.000. Hình này sẽ là, hình này em gọi là cái hình số 50 ạ, em bán với giá là 450.000 cô chú anh chị nhá, 450.000 cho cái dề sơn thủy tiên họng đây, họng nâu đỏ đúng không ạ, bên ngoài là nâu đen nhá, nhưng mà có chói sáng như vậy chuyển thành nâu đỏ như vậy. Hình tiếp theo sẽ là hình số 51 này, 51 đây cô chú anh chị cùng em ngắm luôn cái mặt bông của nó này. Đó, mặt bông đây nhá cô chú anh chị nhá. Đấy, cô chú anh chị ngắm mặt bông mà vàng, nhìn luôn cả dề này. Hình 39 xin phép em bán với giá là
420.000 ạ, 420.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 52. Hình 52 này cô chú anh chị này, một cái giả hành này thôi mà ra hoa phải nói là khủng luôn. Đó, cái họng của nó như vậy đấy ạ, cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Đây nhá, một cái dề cực đẹp luôn như thế này. Là hình số 52. Em xin phép được bán dề này với giá là 180.000 ạ, à 480.000. Và hình 53 củ giả hành bự trảng bông hoa to đùng luôn. Giả hành căng to đùng luôn đấy ạ. Ngay cái mặt bông này cô chú anh chị này. Và cái giò này em xin phép được bán với giá là 420.000 ạ. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 54, mới giả dề sơn thủy tiên, cái giả hành căng căng mướt luôn, lùn lùn rất là đẹp ạ. Đấy ạ, và đây là sẽ là cái mặt hoa của nó này cô chú anh chị này. Mặt hoa của nó đây nhá. Đó. Mặt hoa. Vái dề này em xin phép được bán với giá là 400.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 55 ạ. Hình 55 đây cô chú anh chị cùng em ngắm cái dề này. Trời ơi, hoa quá là tuyệt vời. Nếu mà cái chỗ này mà lên giò thì phải nói là xuất sắc luôn. Đấy, cái họng của nó này, họng nâu đỏ rất là đẹp như thế này nhá cô chú anh chị nhá. Dạ. Đấy. Đẹp. Họng nâu đỏ cực đẹp như thế này. Và cái dề này ạ, em xin phép được bán nó với giá là 580.000 cho dề này. Hình tiếp theo sẽ là hình số 60. Hình 60 nguyên một cái dề cực đẹp luôn. Mắt đen xì luôn. Dề này mắt đen xì luôn như thế này cô chú anh chị nhá. Nếu cô chú anh chị nào thấy thích cái hàng mắt đen này. Nâu đen đen luôn này. Cái dề này em xin phép được bán với giá là 650.000 cho hình 56 ạ, 650.000 nhá. Tiếp theo sẽ là hình số 57. Hình 57 đây ạ. Cũng là mắt đen xì luôn này cô chú anh chị này. Đó, 57, một cái dề siêu VIP luôn ạ. Siêu nụ VIP luôn cô chú anh chị này. Nguyên hoa chi chít như vậy. Dề này em xin phép được bán với giá là 880.000 cho cái hình số 57, hình 58. Hình 58, chỗ này thì em có đây ạ. Chỗ này là hai giả hành này. Mắt đen xì này. Bên này chỗ khóm này nữa này. Đó, như vậy là có chỗ này có hai dề như vậy. Em xin phép được bán chỗ này với giá là 290.000 nhá. Hình tiếp theo là hình 59. Hình 59 này cô chú anh chị. Mắt đen xì luôn, 59. Cái dề này em cũng xin phép được bán với giá 280.000 cho dề này. Và hình tiếp theo hình 60. Hình 60 này ạ, à, em bán hình 60 này cũng với giá là 280.000 cho hình 60 nhá. Thì em vẫn có những chế phẩm và vật tư dành cho hoa lan, vỏ thông đủ size luôn, 1 2 3 4 vỏ thông bụng đánh giá 2.000 cho kg, rêu rừng 50.000. Và duy xanh 50.000, duy đỏ 60.000, hùng nguyễn 25.000 cho một lọ, 5.000 cho một cặp, atonic 2.000 cho một gói. B1 Thái 40.000. Liền da B12 giải độc cho cây với giá 30.000, liền da mỹ thiến 40, liền da sẹo đen sẽ là 50 và siêu da rễ N3M với giá là 30.000 và ba loại phân bón thông minh đang chuyển cấu kiểm soát đồng giá 30 và 30.000 ạ. Và ba loại phân bón lá đồng giá 35, cát tan đặc trị thối nhũn 40.000, kim kim bun đặc trị thối nhũn 25.000 cho một gói, chi tiêu đường hoa với giá 15.000 cho một gói này, và dây buộc lan 130 chiều dài 100m với giá 35.000 và phân trùng tế nguyên chất lòng cao cấp 35.000 cho một túi 1 kg, phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh với giá 35.000 cho một túi, được làm từ dịch chuối, phân châu, đỗ tương. Và đây là cái sản phẩm phải nói là vô cùng là hoàn hảo luôn, cái phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh này. Cô chú anh chị nào mà đã từng dùng thử rồi thì biết. Bên này thì em cũng có sản phẩm tinh dầu hồi với giá 4.000 cho một lọ nhé. Dạng treo, dạng long, dạng giọt ạ. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay bên em đang có. Và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Xin phép dừng clip ở đây ạ.